Hôm nay là quay về chủ đề nội y thì định mặc một cái chiếc đầm cúp ngực sexy, nhưng trời thì lạnh quá không thể chịu đựng được. Do đó phải khoác thêm cái chiếc áo vest này, vừa trong lịch sự mà cũng rất là hợp thời trang đúng không? Xin chào, xin chào. Chào mừng các nàng đã đến với Island Direct váy đầm dự tiệc. Mình là Nhi, là founder của Island Direct. Rất là nhiều chị em đang phân vân lúng túng không biết chọn size đồ lót thế nào cho phù hợp. Thường thì nhiều nàng á khi chọn đồ lót chỉ biết thử vào và mặc xem vừa thì lấy thôi. Nhưng mà có những chỗ người ta không có cho mình thử thì phải làm sao? Bạn phải hiểu được những cái ký hiệu ở trên đồ lót. Do đó bạn cần phải tìm hiểu về cách chọn size đồ lót để có thể chọn cho mình những chiếc quần lót áo ngực phù hợp với vóc dáng cũng như là cân nặng chiều cao của mình nha. Nào, hãy cùng Eileen the Red đón xem video clip hướng dẫn chọn size đồ lót. Việc đầu tiên, các nàng phải chuẩn bị cho mình một cái thước đo có mặt là cm. Đây là số đo mà người Việt Nam hay sử dụng. Các nàng đã có thước đo trong tay chưa? Hãy cùng Nhi khám phá về số đo của size áo ngực trước nhé. Một, chúng ta cùng đi tìm hiểu size của áo ngực nhé. Có 3 bước đo size áo ngực. Bước 1, đo vòng lưng hay còn gọi là vòng chân ngực. Các nàng dùng thước đo phần chân ngực, nhớ là kéo thẳng thước sao cho sát với phần lưng, giữ thước thẳng không được quá chặt hoặc là quá lỏng nhé. Sau đó, nàng hãy ghi số đo vòng này ra giấy. Đây chính là số đo để tìm ra được cái phần chân ngực áo ngực đó. Bước 2, đó là đo phần đỉnh ngực, là phần cao nhất trên ngực khi bạn đứng thẳng. Hai tay đặt ở bên cạnh, đặt thước lên vùng cao nhất của bộ ngực. Lưu ý, khi đo số đo của vòng ngực thì bạn phải mặc cái áo lót không gọng nhé. Không giữ quá chặt hoặc quá lỏng mà hãy nhớ giữ tay cho bó sát. Nhớ ghi ra số đo của vòng này nhé. Bước 3, tìm cỡ của cúp áo bằng số đo của bước 2 trừ đi số đo của bước 1. Sau khi lấy đỉnh ngực trừ cho chân ngực, bạn sẽ được một con số x. Lấy con số này so với bảng size phía dưới đây, bạn sẽ được số đo của cúp áo. Ghi chú cho các nàng dễ hiểu là ở cái cột 2 là cỡ lưng áo á, có hai con số. Ví dụ như là 30 đóng mở ngoặc 65 thì cái con số 30 chính là số đo theo in, đơn vị tính của nước ngoài. Còn số đo 65 còn lại chính là theo cm, đơn vị tính của Việt Nam. Ví dụ như bạn có số đo ở chân ngực là 80 thì các nàng hãy đối chiếu ở cái dòng hàng ngang số 4 nhé. Nếu nàng không hiểu thì có thể comment bên dưới để Tim Nhi có thể giải thích cho các nàng rõ hơn nha. Nếu mà size áo made in Việt Nam thì thường sẽ đo và tính theo số đo cm. Nhưng nếu nàng mua những chiếc áo ngực xuất khẩu của Âu hoặc là Mỹ thì hãy lưu ý ở số đo in nhé. Nếu nàng dùng cái bảng kia mà không quen thì có thể dùng bảng quy đổi size bên dưới nhé. Chào mừng bạn đến với phần 2, đó là chọn size quần lót. Phần 2, cách đo size quần lót. Cách 1, chọn quần lót nữ dựa vào số đo của vòng mông. 1, vòng mông của bạn dưới 90 cm, chọn size M. 2, vòng mông từ 90 cho đến 98, chọn size L. 3, vòng mông trên 98, hãy chọn size XL nhé. Cách 2 để chọn size quần lót, đó là dựa vào cân nặng. Tuy nhiên, cách này chỉ có tính tương đối bởi vì cân nặng còn phụ thuộc vào cái vòng bụng to hoặc là vòng mông to nữa. Nên con số của cách này chỉ tương đối vì nó còn phụ thuộc vào cái vòng bụng cũng như là vòng mông của bạn to nhỏ. Như quần lót size M dành cho chị em có số đo tầm 45 kg trở xuống, quần lót size L dành cho chị em có số đo từ trên 45 cho đến dưới 55 kg, size XL thì dành cho các chị em có cân nặng từ trên 55 kg đến dưới 62 kg nha.
À, còn đối với các cô nàng sử dụng quần lót có độ mông thì chọn size như thế nào đây? Quần độ mông size S á, thì vòng mông có số đo từ 80 cho đến 85. Quần độ mông size M số đo từ 85 đến 90. Quần độ mông size L số đo từ 90 cho đến dưới 95 cm nhé. Các nàng đã hiểu rõ hơn cách chọn size quần lót cũng như áo ngực phù hợp chưa? Chúc các nàng tự tin chọn được cho mình bộ nội y đẹp nhất và phù hợp nhất nhé. Nếu các nàng thấy video này hữu ích, hãy nhanh tay nhấn like và subscribe kênh để đón xem thật nhiều những video mới nhất nhé. Cảm ơn các nàng đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các nàng. Bye bye!